Lại một vụ đánh cắp thông tin mới diễn ra tại Mỹ, chuỗi bán lẻ Amazon đã xác nhận thông tin thẻ tín dụng của hàng triệu khách hàng của hãng có khả năng đã bị tin tặc đánh cắp. Thông tin ban đầu cho thấy số cửa hàng chịu ảnh hưởng lên đến hàng ngàn và người tiêu dùng Mỹ một lần nữa lại hết sức hoang mang. Anh Michael Major đang trên đường đến siêu thị Amazon để mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Anh đã mua sắm ở đây rất nhiều lần, và tin tức về việc chuỗi bán lẻ này bị đánh cắp thông tin khiến anh cực kỳ lo lắng. Tôi mua sắm tại Amazon và tin tưởng đưa thông tin thẻ tín dụng cho họ. Đây là những thông tin cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tất nhiên là tôi muốn đảm bảo những thông tin này được an toàn, nhưng cửa hàng đã không làm được. Chuỗi bán lẻ Amazon cho biết hệ thống thanh toán của hãng đã bị cài phần mềm theo dõi. Thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ có giao dịch trong giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng 9 có khả năng bị đánh cắp. Với những thông tin có được, tin tặc có thể dễ dàng xâm phạm và đánh cắp số tiền trong tài khoản của nạn nhân. Thời buổi này mọi người đều cất tiền trong thẻ. Bây giờ thẻ bị đánh cắp thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Hãng Amazon thông báo hàng ngàn cửa hàng tại ít nhất 9 bang miền Tây nước Mỹ đã bị ảnh hưởng. Hơn nữa, có nhiều dấu hiệu cho thấy chuỗi siêu thị con của Amazon là Super Value cũng đã bị cài phần mềm ăn cắp thông tin. Liên tiếp những vụ đánh cắp thông tin đã diễn ra, chắc chắn các cửa hàng cần nâng cấp hệ thống an ninh để bảo vệ người tiêu dùng. Hãng Anbertson cho biết họ đang tiếp tục điều tra và sẽ cập nhật thông tin đến khách hàng.